Điều đáng nói là tất cả các phương thức tuyển sinh của các cơ sở đào tạo sẽ được Bộ tổ chức xét tuyển chung trong cùng một đợt. Đây là đổi mới trong quy chế tuyển sinh năm nay, thí sinh cần phải lưu ý, bởi các nguyện vọng của các thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành, các phương thức tuyển sinh ở tất cả các trường được xếp thứ tự từ 1 đến hết, và mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký khi đảm bảo điều kiện trúng tuyển. Vì vậy, dù các thí sinh có gần một tháng để cân nhắc lựa chọn, nhưng các em cũng cần phải tính toán thật là cẩn trọng, kỹ lưỡng để đạt được nguyện vọng vào các ngành học của các trường mà mình hướng tới. Băn khoăn lớn nhất của em là giữa các phương thức xét tuyển với nhau, bởi vì cùng một ngành đó nhưng lại có rất nhiều phương thức xét tuyển, nên là mình không biết là mình nên lựa chọn ưu tiên cái phương thức xét tuyển nào cho ngành nào trước với ngành nào sau đó. Băn khoăn của Phi Long có lẽ cũng là băn khoăn của không ít thí sinh tham gia ngày hội tư vấn xét tuyển đại học cao đẳng năm 2022 vừa diễn ra cuối tuần qua, đặc biệt là các thí sinh có mức điểm tầm trung. Trường tốt như là thương mại, kinh tế quốc dân, với khả năng của mình thì em nghĩ là sẽ khó để có cơ hội vào những cái trường tốt như thế ạ. Nên là em tìm cho mình những cái nguyện vọng chắc chắn hơn với khả năng ạ. Còn với gia đình chị Kim Anh, thay vì nâng lên đặt xuống các nguyện vọng, gia đình phần nào yên tâm khi con đủ điều kiện trúng tuyển sớm khi xét tuyển học bạ vào ngành y khoa trường Đại học Đại Nam. Con tôi là đăng ký vào đây là có đủ điều kiện để học và đăng ký luôn nguyện vọng một vào luôn. Là yên tâm, tại trường đại học có đội ngũ giáo viên giảng dạy chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm. Cũng theo đại diện các trường, thí sinh nên ưu tiên lựa chọn phương thức xét tuyển mình có lợi thế nhất. Cùng với đó, các em cần xác định được ngành học đúng với năng lực, sở thích, tìm hiểu về chương trình đào tạo, môi trường giáo dục của trường đại học mình hướng đến. Khi đăng ký vào trường Đại học Đại Nam ấy, thì cố gắng nghiên cứu các cái ngành ở trong nhà trường làm sao cho nó rất là cụ thể và đầy đủ. Bởi vì Đại học Đại Nam bây giờ là có rất nhiều các cái ngành, từ các cái khối sức khỏe như ngành y này, ngành dược này, ngành điều dưỡng này, rồi là các cái khối ngành liên quan đến kinh doanh, liên quan đến khoa học xã hội nhân văn. Đa dạng phương thức xét tuyển, tăng cơ hội cho các thí sinh. Nhưng cũng vì vậy, thí sinh cần lưu ý, nghiên cứu kỹ quy chế tuyển sinh của từng trường. Các thí sinh cũng cần lưu ý về mốc thời gian trong quá trình xét tuyển sắp tới. Từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8 là thời gian để thí sinh nộp đơn phúc khảo. Ngày 20 tháng 8 sẽ là hạn cuối để thí sinh đăng ký điều chỉnh nguyện vọng. Riêng với thí sinh tuyển thẳng, ngày 21 tháng 7, các trường đại học hoàn thành công tác xét tuyển và thông báo kết quả cho thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng.